Mới đây, trong khuôn khổ vòng 12 Ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Manchester United đã có một chiến thắng giòn giã trước đối thủ cực kỳ khó chịu ở mùa giải này là Tottenham. Hai pha lập công của Fred cùng Bruno Fernandes đã giúp Quỷ Đỏ giành chiến thắng 2-0. Qua đó, Quỷ Đỏ cũng đã gửi lời tuyên chiến đến một đại diện khác của thành London vào cuối tuần này, đó chính là câu lạc bộ Chelsea. Tuy nhiên, câu chuyện của Manchester United và Chelsea sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác so với những gì chúng ta đã thấy ở trận đấu vừa qua. Đặc biệt là khi đây chính là trận đấu quan trọng để phân định vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Rõ ràng Chelsea vẫn là một đội bóng được đánh giá cao hơn Tottenham, và trên thực tế, phong độ của Chelsea lúc này cũng được đánh giá nhỉnh hơn Quỷ Đỏ. Nhưng có lẽ chúng ta không thể đánh giá thấp đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag. Dù chơi có đôi chút phập phù thời gian qua, nhưng khi đối đầu với các ông lớn, MU luôn biết cách tạo ra lợi thế và mang về chiến thắng cho mình. Về hôm nay, hãy cùng bình luận viên Mai Anh Tài nhận định đôi chút về cặp đấu tâm điểm cuối tuần này để xem liệu Manchester United có thể tiếp tục giành chiến thắng trước một đại diện đến từ London nữa không, hay họ sẽ bị Chelsea đè bẹp với phong độ cực cao của mình. Tính chất quan trọng của trận đấu giữa Chelsea và MU sắp tới đây là điều không cần phải bàn cãi quá nhiều. Nói vậy là bởi nhìn vào bảng xếp hạng lúc này, MU đang xếp ở vị trí thứ 5 với 19 điểm, còn Chelsea thì xếp trên họ ở vị trí thứ 4 với số điểm 20 sau 10 trận đấu. Phía dưới của hai đội vẫn là các đối thủ đang bám theo sát sao, đặc biệt phải kể đến là Newcastle và Liverpool. Vì vậy rõ ràng nếu ai có thể giành được 3 điểm ở trận đấu cuối tuần này sẽ tạo ra một lợi thế cực lớn. Đặc biệt là với Manchester United, họ đang rất khát khao giành chiến thắng trước Chelsea. Bởi lúc này hai trong tổng số 3 đội bóng ở Big Six có đại bản doanh ở London đã bị Quỷ Đỏ đè bẹp. Và nếu giành thêm một chiến thắng nữa trước Chelsea thì sự tự tin của họ trên chặng đường sắp tới là cực kỳ cao. Chelsea cũng bước vào trận đấu gặp MU với tâm thế quyết tâm giành 3 điểm, bởi họ vừa trải qua trận hòa đáng tiếc với câu lạc bộ Brentford. Việc chỉ nhận được một điểm sau khi đối đầu với đối thủ bị đánh giá yếu hơn rõ ràng là điều mà thầy trò Graham Potter không hề mong muốn, vì điều đó sẽ làm thu hẹp khoảng cách mong manh của họ với các đội xếp sau, nhất là nửa đỏ thành Manchester. Ngoài ra, khoảng cách giữa Chelsea và đội xếp thứ 3 chỉ là 3 điểm. Và đương nhiên, The Blue sẽ đặt quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng trước MU để đánh chiếm vị trí này. Đầu tiên hãy nói về phong độ của cả hai. Với MU kể từ sau trận thua tan nát 3-6 trước đại kình địch của thành phố, thì có lẽ họ đã ngộ ra nhiều điều. Cũng kể từ đó, Quỷ Đỏ càng chơi càng hay, càng cho thấy mình có đẳng cấp cao đến nhường nào so với phần còn lại. Ten Hag đã làm cho các học trò của ông thức giấc thực sự. Tính trên mọi mặt trận, cho đến lúc này MU đang giữ được chuỗi trận bất bại của mình lên con số 5. Đây là bằng chứng đanh thép nhất cho sự trở lại của thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag. Và đặc biệt, nếu trận đấu với Tottenham vừa qua, MU đã thực sự gửi đến cho Chelsea một lời tuyên chiến đanh thép rằng Quỷ Đỏ đã thực sự sẵn sàng hành quân đến Stamford Bridge với một phong độ cao nhất trong mùa giải này. Phía bên kia chiến tuyến, Chelsea cũng chẳng phải là một đội bóng hạng xoàng. Kể từ khi sa thải Thomas Tuchel sau chuỗi thành tích kém thuyết phục, The Blue vẫn chưa cho thấy được sự thay máu rõ ràng trong lối chơi của mình. Tuy nhiên, họ vẫn biết cách giành chiến thắng và giữ vững phong độ cho các cầu thủ. Chelsea đã không để thua bất kỳ trận đấu nào trên toàn bộ các mặt trận mà họ chinh chiến từ ngày 15 tháng 9. Và rõ ràng cho đến lúc này, không có quá nhiều câu lạc bộ làm được điều mà Chelsea đang làm. Điểm chung của các chiến thắng của Chelsea là họ chơi không quá thực sự thuyết phục trong từng trận đấu, nhưng vẫn luôn biết cách giành chiến thắng cuối cùng, hay chỉ ít là không để thua. Đó chính là điểm sáng của Chelsea, là thứ tạo nên chuỗi bất bại cho đến thời điểm này của đội bóng đang nắm giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Nhìn thì có vẻ cả hai đội bóng đang chơi rất ổn định, nhưng thực tế cả hai vẫn đang gặp khá nhiều vấn đề trước thềm trận đấu quan trọng vào cuối tuần này. Đầu tiên, hãy nói về vấn đề của Chelsea. Việc phải xoay tua đội hình để đương đầu với lịch thi đấu dày đặc đang ảnh hưởng rõ lên lối chơi của Chelsea. Trong trận đấu với Brentford vừa rồi, The Blue đã được nhường thế trận, nhưng những pha tấn công của họ lại không đủ sắc bén để xuyên thủng hàng thủ nhiều lớp của đội chủ nhà. Đội khách có 14 lần dứt điểm, 5 trong số đó đi trúng đích và đều không gây khó cho thủ môn David Raya. Chelsea cầm bóng tốt trong một hiệp 1 lên đến 65%, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Graham Potter lại gặp vấn đề ở những nhịp xử lý quyết định. Đó là vấn đề đã tồn đọng từ đầu mùa giải này, chứ không phải là mới xuất hiện thời gian gần đây. Dù Chelsea đã mang về Stamford Bridge hàng loạt tiền đạo đình đám như Aubameyang, Sterling, nhưng khâu tấn công của họ vẫn còn phụ thuộc khá nhiều vào các cầu thủ cũ của đội bóng. Và một trong những người cũ không có phong độ cao, Chelsea dường như hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành đối thủ. Đây chắc chắn sẽ là một trở ngại lớn khi đoàn quân của Graham Potter sẽ phải đối đầu với hàng thủ có phong độ cực cao của MU, với hai trung vệ chủ chốt là Varane và Martinez. Ở trận cầu mới đây với Tottenham, bộ đôi này đã khiến tiền đạo nguy hiểm nhất bên phía gà trống Son Heung-min biến mất hoàn toàn trên sân và chẳng tạo ra được chút nguy hiểm nào về phía khung thành của Quỷ Đỏ. Đây chắc chắn là một thử thách cực đại Chelsea, nhất là khi hàng công của họ vẫn còn hàng tá những vấn đề chưa thể giải quyết. Về phía Manchester United,
Thứ duy nhất khiến cho người ta lo lắng cho đội bóng này chính là sự phập phù về phong độ. Tập thể này đang phập phù cả về lối chơi lẫn phong độ của từng cá nhân trên sân. Điển hình là trường hợp của Fred. Anh có thể bị chỉ trích vì phong độ phập phù, nhưng trong một ngày đẹp trời, tiền đạo người Brazil có thể đá như lên đồng, đúng phong cách của một người nghệ sĩ. Pha chọc khe tinh tế cho Rashford thoát xuống ở phút 21 trong trận đấu với Tottenham là minh chứng rõ nét cho điều đó. Thừa nhận rằng bàn thắng của Fred có phần may mắn khi bóng đập vào chân của Ben Davies đổi hướng. Song nhìn tổng thể, anh đã có màn trình diễn tuyệt vời cùng toàn đội. Đây thực sự là phiên bản mà huấn luyện viên Erik ten Hag rất cần ở Fred. Một tiền vệ xông xáo, vừa đánh chặn tốt, vừa kiến thiết hay. Tuy nhiên tiền vệ người Brazil chưa bao giờ cho thấy sự ổn định. Chẳng ai dám chắc ở trận đấu với Chelsea sắp tới, Fred có thể chơi tốt được như vậy hay không. Và chẳng có ai có thể khẳng định anh không mắc sai lầm như các trận đấu vừa qua của mùa giải này. Nói rộng hơn cả về hàng tiền vệ của MU, đây là vị trí mà các Manusian đang lo lắng nhất khi họ phải đối đầu với hàng tiền vệ của Chelsea. Người hâm mộ quỷ đỏ lo lắng hoàn toàn có cơ sở khi tại Stamford Bridge lúc này, các tiền vệ của The Blue mới là những người được xem là quan trọng nhất của đội bóng. Còn bên phía MU, sự phập phù của hàng tiền vệ chưa bao giờ khiến câu lạc bộ này tin tưởng tuyệt đối. Vì lối chơi của cả hai ở trận cầu đinh cuối tuần, có thể thấy sau gần 3 tháng ở mùa giải mới, lối chơi mà huấn luyện viên Erik ten Hag xây dựng tại MU dần trở nên rõ ràng hơn. Trận đấu với Tottenham vừa qua có thể coi là trận cầu mà Quỷ Đỏ thi đấu hay nhất từ đầu mùa. Họ áp đảo toàn tập Tottenham, đội bóng vốn dĩ không dễ đối phó một chút nào dưới thời của Antonio Conte. MU kiểm soát thế trận, đẩy Tottenham phải lùi sâu phòng ngự bên phần sân nhà. Lối đá pressing ten Hag từng áp dụng ở Ajax đã được thể hiện rõ nét tại Old Trafford, khiến Tottenham chỉ biết căng mình phòng ngự. Và chắc chắn ở trận đấu với Chelsea sắp tới, Ten Hag sẽ tiếp tục chỉ đạo các học trò của mình thi triển cách chơi đầy hiệu quả này. Về phía Chelsea, huấn luyện viên Graham Potter ở những trận đấu gần đây lại chủ trương cho các học trò của mình chơi chắc chắn và nắm quyền kiểm soát bóng. Điều này một phần do Chelsea đang có một hệ thống các tiền vệ có khả năng kiểm soát bóng tốt. Phần còn lại là do chiến lược gia này hiểu Chelsea đang gặp vấn đề ở khâu tấn công, nên nhiệm vụ trước mắt của ông là cần phải đảm bảo The Blue không bị thủng lưới trước đã. Lối chơi này chắc chắn sẽ gây ít nhiều khó khăn cho Manchester United trong trận đấu sắp tới, bởi Quỷ Đỏ chỉ thực sự mạnh khi chơi phòng ngự phản công trong thời gian gần đây. Cuối cùng về lực lượng của cả hai, nếu không có gì thay đổi ở sát trận đấu thì MU sẽ có cho mình nhân sự tốt nhất để hành quân đến Stamford Bridge. Nhiều khả năng chiến lược gia người Hà Lan vẫn sẽ sử dụng bộ khung cũ với thủ thành David De Gea trên giữa khung gỗ. Bộ tứ vệ gồm Diego Dalot, Rafael Varane, Lisandro Martinez và Luxor. Ở hàng tiền vệ, ba cái tên được chọn mặt gửi vàng có lẽ là Casemiro, Fred và Bruno Fernandes. Trong khi đó, Casemiro và Fred sẽ đảm nhận vị trí thấp nhất nơi tuyến giữa, giống như những gì họ đã làm tốt trong trận đấu gặp Tottenham. Hàng công của hội đội khách nhiều khả năng sẽ là Jadon Sancho bên cánh trái, Anthony cánh phải và Ronaldo sẽ là người xuất phát ở vị trí cao nhất trên hàng công. Với Chelsea, sự mất mát đáng tiếc của họ có lẽ là tiền vệ trung tâm Conor Gallagher khi anh phải sớm rời sân ở phút thứ 15 trong trận đấu gặp Brentford vì sức khỏe không ổn định. Còn lại Chelsea sẽ có cho mình những nhân sự tốt nhất. Thủ thành bắt chính ở trận đấu tới nhiều khả năng sẽ trở lại của Edouard Mendy. Bộ ba trung vệ trước mặt gồm Kalidou Koulibaly, Thiago Silva và Cesar Azpilicueta. Hai wingback trong sơ đồ 3-4-3 của Chelsea là Marc Cucurella, hành lang cánh trái, Ruben Loftus-Cheek ở hành lang cánh phải. Ở tuyến giữa thì Kovacic và Jorginho sẽ là hai người chấn giữ. Bộ ba hàng công lần lượt là Mason Mount, Pierre-Emerick Aubameyang và Sterling. Có thể thấy rằng cả hai đội bóng đều xem trận đấu cuối tuần này là một trong những trận đấu quan trọng nhất mùa giải và cũng sẽ quyết định đến vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League. Với lực lượng cùng phong độ cao hiện tại, cả hai chắc chắn sẽ mang đến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn, đúng với tinh chất của trận đại chiến giữa các đội bóng trong bình xịch.